Thưa quý vị và các bạn, trong một thời gian dài, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam quá tập trung vào các thị trường truyền thống như là Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản mà gần như bỏ quên thị trường Trung Đông và châu Phi, trong khi đây là hai thị trường có sức mua lớn, lại tương đối dễ tính, phù hợp với khả năng doanh nghiệp Việt Nam. Việc đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới như là Trung Đông và châu Phi sẽ là hướng đi đúng đắn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Năm 2016, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Đông đạt hơn 8,059 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu từ Trung Đông đạt gần 2,83 tỷ đô la Mỹ. Những mặt hàng Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu sang Trung Đông gồm gạo, chè, cà phê, hạt tiêu, cao su tự nhiên, hạt điều, trái cây, đặc biệt là chuối, dứa, chanh, thủy sản, các mặt hàng may mặc, giày dép và hàng thủ công mỹ nghệ. Đối với thị trường châu Phi, năm 2016, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam châu Phi đạt gần 5,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang châu Phi đạt hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu là 2,6 tỷ đô la Mỹ. Những mặt hàng chính Việt Nam xuất khẩu sang châu Phi là gạo, điện thoại các loại và linh kiện, hàng thủy sản, cà phê. Việt Nam nhập khẩu từ châu Phi gồm hạt điều, bông, gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Tính về Trung Đông, châu Phi có thể nói là đây là cái khu vực thị trường rất là rộng lớn. Hiện nay thì cái cơ hội xuất khẩu của hàng Việt Nam sang thị trường Trung Đông, châu Phi rất là nhiều. Thì với cái nhu cầu nhập khẩu của thị trường Trung Đông và thị trường châu Phi trong những năm tới, thì đặc biệt một số những cái cơ hội cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang, có thể nói đầu tiên là những cái mặt hàng nông sản thực phẩm. Thì bên cạnh đó thì một số mặt hàng công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có khả năng xuất khẩu sang thị trường Trung Đông châu Phi. Và cái nhóm mặt hàng thứ ba là mặt hàng vật liệu xây dựng và mở ra nhiều cái cơ hội xuất khẩu cho Việt Nam. Khu vực Trung Đông châu Phi đang được biết đến là khối thị trường giàu tiềm năng, có nhu cầu nhập khẩu tương đối cao, không đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng. Các mặt hàng nông thủy sản Việt Nam như hạt gạo, cà phê, rau quả rất được ưa chuộng tại thị trường châu Phi. Tuy nhiên, trong quan hệ thương mại, thị trường Trung Đông châu Phi vẫn còn tồn tại khá nhiều trở ngại về vị trí địa lý, thủ tục thanh toán, tạo nên tâm lý e ngại đối với các doanh nghiệp muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Nam Phi và Việt Nam có nhiều điểm chung về điều kiện văn hóa, lịch sử, con người. Điều đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai nước. Ngay cả nhu cầu sử dụng hàng Việt Nam của người tiêu dùng Nam Phi cũng ngày một gia tăng. Tuy nhiên thì dường như hai bên đều thiếu thông tin về cơ hội kinh doanh cũng như môi trường văn hóa xã hội. Vì vậy, các hoạt động giao thương xúc tiến thương mại là cơ hội để doanh nghiệp hai nước có điều kiện kết nối thông tin một cách đầy đủ, đáp ứng được thế mạnh của nhau, góp phần củng cố niềm tin, đồng thời tạo cơ hội chuyển giao công nghệ và giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn về hàng hóa. Với nhu cầu nhập khẩu hàng hóa để phục vụ tiêu dùng trong nước tại Trung Đông và châu Phi, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội để gia tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này. Tuy nhiên, với 40% dân số theo đạo Hồi nên nhiều sản phẩm đã vấp phải các rào cản. Ví dụ như, các sản phẩm giết mổ của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Đông phải phù hợp với các thủ tục quy định của đạo Hồi và phải có giấy chứng nhận Halal. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh về chất lượng cũng như giá cả với các mặt hàng xuất khẩu từ các nước trong khu vực cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Cái tiềm năng của gạo Việt Nam sang Trung Đông và châu Phi thì có, nhưng mà để khai thác hết thì chúng ta còn cố gắng rất là nhiều. Hiện nay theo tôi được biết thì cái thị trường châu Phi là chủ yếu các doanh nghiệp, các công ty đa quốc gia là họ chi phối, tại vì họ có hệ thống ở bên đấy. Họ mua những cái lô hàng lớn, họ nhập về, họ có đối tác, họ có hệ thống phân phối, họ bán trực tiếp. Các doanh nghiệp Việt Nam rất khó có thể thực hiện điều đó. Để thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường này, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đề án phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Trung Đông châu Phi từ nay đến năm 2025. Ngoài ra, Công Thương cũng đã hoàn thiện để ban hành chương trình hành động để thực hiện đề án này, đồng thời thường xuyên triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động nghiên cứu và định hướng cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Trung Đông châu Phi, chỉ đạo các thương vụ ở khu vực bám sát thị trường, nắm bắt cơ hội giao thương, cung cấp các thông tin giao thương và nhu cầu nhập khẩu cụ thể của đối tác cho doanh nghiệp, tổ chức các sự kiện, hoạt động quảng bá tuyên truyền, giới thiệu hàng hóa Việt Nam để tiếp cận trực tiếp một số chuỗi hệ thống các siêu thị phân phối tại các thị trường này.